Ủa, dính đúng không? Chạy đi. Ủa, dính con gì bự lắm cả nhà ơi. Ủa, ui, con gì á? Anh em mình nay tiếp tục vô đồng thăm bảy cò cả nhà ơi. Chào cả nhà các anh ba ơi. Chào cả nhà nha. Anh em cũng bỏ này cũng này cũng 2 ngày rồi mấy anh em ơi. Mình vô thăm thử coi có không? Tiếp tục thăm bảy cò ke nha. Thăm bảy cò ke cả nhà ơi. Bữa giờ bỏ cũng 2-3 ngày rồi, vô thăm coi có. Bữa giờ đi săn chuột rồi. Đủ lộp rồi mà bỏ luôn. Ăn chuột lội trong đàn biết anh em muốn bệnh, anh em bệnh ráo trơn cả nhà ơi. Thôi chú mũi ráo trơn rồi. Bệnh ráo hết rồi, anh em mình tối ngày dầm nước bệnh. Rồi, lên. Dính không? Học luôn rồi. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên học luôn. Ngon quá. Đây. Dính lắm, anh chạy chưa dính nữa chứ. Từ từ. Từ từ sẽ dính thôi. Rồi, đi. Cả nhà chờ anh em mình chút ngang đi dài dài thăm có dính quay cho cả nhà coi. Lấy bao quay chừng nào cũng quay mất thời gian cả nhà ơi. Lấy bao đựng lên coi. Dính kìa, trời ơi, chạy. Dính gì hả? Ủa, bay ạch ạch luôn kìa. Hên như vậy? Mới cần thứ hai à. Đúng là thế luôn á. Cò trắng cả nhà ơi, cò ma cả nhà ơi. Cò ma, cò ma. Con này. Dính mày chiếc con này sao chảy nổi. Ngày thế được đi. Bình qua cả nhà ơi, ho quá ho, nói chuyện không nổi luôn. Bình nó ráo rồi. Vô. Cò ma, chào bá luôn cả nhà ơi. Tôi sốt nguyên đêm luôn. Muốn chết. Rồi ba nước phèn. Bệnh hầu chết hết. Hên quá cả nhà. Gì? Mới cần thứ hai à. Có lý à. Chứ mình bỏ hai ngày. Rồi dính giò á. Chứ dính cái cổ rồi chết rồi. Trình rồi. Vậy thì có trúng quá là lụm liền cái đường nào chạy không? Hay cũng bằng hên ha. Vô bị mày. Cái nhà thấy con bẫy lên đẹp đẹp không? Rồi. Rồi đi đi. Đây là đường kia thăm tiếp cả nhà ơi. Đây nước ngập hết rồi, cắm cũng khó khăn lắm. Có khúc được khúc sào khô cắm à. Qua bờ bên đây nè cả nhà ơi. Thăm mấy 2-3 cân vậy nè, nó dính không? Đường này thua rồi. Đường này bữa dính bị bẹp ông giá ăn thấp luôn. Vâng. Bữa dính đây à. Rất lòng nhóc nè. Ê, ê. Bữa bự lâu rồi hả? Nấu mấy cân bẫy luôn đó. Thấy gì đâu. Không ăn bẫy đâu, thấy không? Thấy đen thui à? Biết đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Đậu ngay gần bẫy luôn này, còn chuyện dính nổi đó. Xích lại miếng để tôi zoom lại coi thấy không? Bự không? Đổ luôn, đậu ngay cái đoàn ngay gần bẫy đó. Không biết dính bẫy chưa hả? Ê, từ từ, để tao zoom lại. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Để chừng nó bay á. Chết gì vậy, im ru à. Thấy không, thấy không? Ngay bắn nó coi, bắn nó coi. Ôi, lỡ cầu sống đụ nó bay luôn sao? Con này bự à. Ủa con gì cho bá luôn cả nhà ơi. Ủa, dính đúng không? Thả đi. Ủa, dính con gì bự lắm cả nhà ơi. Ủa, ui. Con gì á? Giết. Ủa, thả vậy? Ủa, nó đậu gãy chạm luôn rồi. Đậu gãy chạm luôn. Ủa, con chừng á. Con chừng con mắt á nghe. Con chừng nó mỏ. Ủa, đã vậy. Ủa, nó bự. Quá cho bự cả nhà ơi. Tưởng nó chết. Sống nó nằm im ru rồi. Sao nằm im ru ta? Mệt. Ủa, trời. Buông lại cậu cái. Ủa, trời ơi. Thứ già. Ủa, thứ già luôn. Thứ già luôn. Ủa, cái nào? Ủa, chảy máu luôn. Ủa, nó không dữ lắm á. Để đâu xuống. Chụp đập đâu đó.
Ui, quá. Trời rồi. Nghỉ lại cái nữa đi, nghỉ lại. Quá trời con này kìa, trái nào nó bự. Buông ra. Ồ. Bộ nữa bây giờ. Thôi tháo đi, tháo đi. Quá đã rồi cả nhà ơi. Quá trời, con này kêu gì, con gì anh ba? Diệt móc. Diệt móc hả? Diệt móc. Ủa con này bay trên trời không sao xuống đây được ta? Này nằm giá cũng cỡ 2 kg à. Ủa này nó đã. Này hình dữ rồi. Quá trời. Dính chiếc này đi thằng chảy nổi. Nãy giờ thăm mấy cái mười mấy cần không có dính cả nhà ơi. Sao lại cái đây hên với ta? Ba bự ha. Tôi tưởng đâu chết, tôi tưởng đâu con giạc. Chết tưởng đâu giạt chết rồi à. Nó quay cãi luôn người tàm nữa kìa. Rồi nhìn tới thấy cái chân nè, nó trụ vô trụ bự. Quá mạnh con này, quá mạnh à. Ủa nó bấu à. Ủa đã không? Cánh bị gà tới cỡ cũng cỡ mét mấy à ha. Mấy gì? Kỳ gỗ. Rồi không à. Kỳ gỗ cỡ nửa mét. Quá hơi. Này cầm cái mấy ký? 2 ký. 2 ký. Nặng ghê ha. Ừ. Ủa đã cả nhà ơi coi nè. Hết sức. Long thần thì chứ đã từ hồi đầu vụ tới giờ á mới bắt được ảnh á. Gài hôm nay mình gài cũng tháng mấy rồi mới bắt được cái chứ. Khó bắt lắm. Đâu bắt được nó bay trên trời không bắt gì. Bay ạch trên trạm á. Dễ bắt ở đâu. Quá đó, ngon. Nó này hình như vậy. Vô bị. Con cò với con việt nè. Mới hai con hả? Hai con đi thăm bữa nay con này cũng đủ vốn rồi. Ăn điểm con ăn này điểm nè. Này. Quá trời đã. Này cả nhà, gài chỗ này vậy mà dính rồi. Ngày thế đi mà. Anh ba nói là đi nó đi nó mập xuống. Đúng rồi. Đụng cây nào thấy không? Đụng cây nào nó mập xuống trong lòng đây nè. Ừ. Chứ không phải nó ngồi nó cũng cao mà đi đụng cây đó nó mập xuống lại trong vô à. Để mình phân tích cho cả nhà biết chứ để nó cả nhà con này bự quá sao dính bẫy mình được. Nó mập xuống. Đụng cây ngang này nó mập đầu xuống trong qua. Đây gạo cây lên nè. Đây lại gạo nó. Rồi, quá ngon rồi cả nhà ơi. Rồi, đi thăm tiếp. Đi tiếp luôn cả nhà ơi. Quá đã rồi. Quất con này được rồi, khỏe rồi đó cả nhà ơi. Này khỏe rồi đó. Anh em mình đâu nghĩ nó dính con này đâu cả nhà. Sao dính được, có dính lắm. Nãy anh em đứng mập cà mập không dám đi lại sợ nó bay. Thấy nó nằm gục gục á. Đó mà. Ai nhờ làm từ từ làm quá hớp là bay đứt dây luôn. Ừ. Rồi tới đi. Đi thăm tiếp cho cả nhà coi. Không mà nó khóc bệnh luôn á trong vô. Đâu gãy đâu. Gài ở gài bờ này đó hả? Ở bờ này nè. Bờ này đủ con đâu còn được khúc bờ khô hay vậy? Khúc trên cũng khô mà tạm không. Khúc này nó dính đi chứ cũng khô rồi nó nước đâu đâu nó ngập nước hết nó khô đi ra đây nó đứng rồi nó định ăn cá. Kéo vỏ vô để coi. Ôi lên. Đây có hai cần này cả nhà ơi. Dính con nào không đi? Trời ơi bật mà đéo dính luôn. Lên thăm rừng trước rồi, bật đó kìa. Tại đó nó dính rồi đó, đang thui gì đó mày. Đâu? Đó mày tạm đó. Dính không? Thui gì đó. Dính luôn gì vậy? Dính này cả nhà ơi. Con gì đeo vậy? Ủa con gì lạ quá à? Dở lên coi con gì? Con cò mà. Cò xanh. Cò xanh, cò xanh. Cò xanh. Trời con cò la quắc à. Ồ. Cò xanh cả nhà ơi. Này cô Lý à, này trúng mánh à. Này dính lù lạ lạ không ta? Hàng hiếm không ta? Này đồ độc, đồ độc. Hàng độc. Cò xanh hả? Đưa anh ba coi coi. Kiểm nghiệm coi cò gì? Cò xanh, cò xanh. Cò xanh hả? Cũng mập dữ ha. Mập không? Mập mập. Mấy con này cậu nói rồi. Mập đừng nó tới. Trời đúng là thấy độc không vậy đây đi dân gian đây lũi đây lụm cái đầu đó. Bỏ chùm nó với con cò trắng nữa đi. Này hình dính hả? Hàng hiếm không ta? Dính diệt móc. Diệt móc bây giờ cò xanh nữa hả? Vô danh sách đỏ hay về YouTube cũng khó kinh luôn. Vô mày. Mày bắt cái ăn nha. Rồi, đi. Lý cả nhà ơi,
được ba em rồi. Anh em mình mấy con này hồi về mình lên mạng mình coi làm sao tình hình sao cả nhà chứ giờ chưa biết nữa. Nếu mà vô danh sách đỏ anh em mình thả về về rừng. Chứ giờ sao đâu anh em mình đâu dám thả, bắt được. Thả về khu bảo tồn sinh thái. Rồi. Thả sinh thái. Giờ vô bị đó trước đi chắc cú ha. Vô bị đi tính sao? Rồi đi tiếp cả nhà ơi. Xuống vỏ chống qua mấy gò đất bên kia nữa. Đây giờ ngập hết rồi, chống gò đất không à. Bữa mấy anh em mình giờ câu lên mấy gò này nè, còn giờ lùi khác rồi chứ không có lội như bữa nữa. Nay đi cũng khỏe lắm. Rồi chú ơi. Nè mình chống qua gò bên đây nè cả nhà. Gò bên đây cũng dài. Gò bên, bên đây nè. Hình như mình gài 2 cân hay 3 cân. 3 cân. 3 cân phải không? Ừ. Bữa bỏ mấy ngày á. Tình luôn. Tình hai con gấp này. Cũng lúc lại nó cũng chưa có gom nhiều cò bọng cũng chưa gom nhiều nó mỗi ngày mỗi thăm á thì chạy mình chạy nó lỗ thì xăng. Mệt nữa. Bỏ 2-3 bữa mới thăm bữa. Chứ, ngày nào cũng chạy với lỗ xăng thiệt. Bắt không? Bắt bắt hụt nữa rồi. Ừ, đâu phải dễ dính đâu. Để lại review cần này cái ủa nó ngoài lên tràn luôn mình không dính ta sao nhiều con nó dính cái móng quá nè này không dính rồi con này không dính nặng rồi nhiều con dính đó, nó xiết có cái móng rồi rồi xảy luôn chứ đâu có để dễ ăn nữa không thôi sửa lại đi lên đi với anh ba thăm mấy cần kia nha. Bật nữa đó. Dính 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 dính. Dính đi, dính nha. Dính cò gì vậy? Ừ, còn chút xíu à. Em thấy thì sao chạy làm gì quá 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 bé. Cò mini cả nhà ơi. Hàng hiếm cả nhà ơi. Hàng hiếm, hàng này nó dữ nè. Hàng hiếm. Hàng này đúng hiếm luôn hả? À, hàng này hàng 6 ly nè. Bỏ không tính rồi đó. Hàng 6 ly. Còn lép. Con nữa cả nhà có 4 con này. Lấy nha. Này mình thấy mình cũng muốn thách mà được con vạc bự ngon quá. Giết bự giết móc. 4 con. Chạy giết móc là nó muốn gấp đôi 6 7 con này rồi. Rồi, đi. Phải dễ bắt đó đâu. Còn cần trên nữa, dính không? Nói về rồi. Thôi vậy đi đi. Đi hồi có nó quay cho cả nhà coi. Quá phê. Đầu ô bay kìa. Coi gì á? Còn đó đẹp chứ không? Ủi thì nó không dữ lắm, từ từ nó mới được. Chấp 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 chấp. Ừ. La hả mày? Con lý cả nhà ơi. Mập mập. Còn đỏ rồi nói mở. Bỏ bị riêng đi. Bỏ chung nhiều quá nó chặt cũng chết. Bị bỏ riêng chứ bỏ vô con bự hồi nãy là nó mổ. Phù đầu luôn á. Con bự rồi nhốt riêng mình đó. Ừ, nhốt riêng mình đó. Cái nãy bị kia ba con rồi. Bỏ đồng quá nó chết. Chết chết. Về đi tao ngon. Địa hình này cũng im quá hang ba. Nước cái lại nhổ cần này về luôn đó mà sao mà nó dính nè. Cái cần này là hôm nay gài không dính luôn, sao nay mới dính á. Hay cũng bằng hên. Bởi nhiều khi đâu phải nói rồi dính hoài đâu. Nhiều khi nhiều cần vậy đó, giờ gài nhiều cần nó dính tới chừng. Thôi đi. Bỏ quanh kia đi. Bỏ qua bển bển nữa cả nhà ơi. Ở đây còn mười mấy cần hết rồi. Chân ăn không được hả? Ăn được. Cả nhà thấy anh em cực khó không? Lội qua đường mương lúc đầu luôn. Trời ơi, cái chân chết đuối. Ghim lúc đầu luôn cả nhà. Thua hả? Bây giờ cầm ga sao? Cầm ga ở bên đây luôn à. Thôi để tắt máy mình lội qua cả nhà ơi. Quá trời đường sau rồi.
anh em mình về tới chỗ vỏ lãi cả nhà ơi, đâu móc cái thành quả anh em mình ra coi được nhiêu. Mấy con kìa, 5 con, 4 5 5 con hả? Đây được 5 con. Hém từ nãy giờ chết luôn. Trời ơi, đứt thở rồi. Hém từ nãy giờ đi nè. Rồi không sao, về mình làm liền. Chết luôn rồi. Nãy con nào cũng còn sống chứ. Hai đứt hết hai con rồi. Nãy bỏ riêng mà, bỏ riêng rồi. Đấy, bị này bỏ chung ba con nè, nó đè nó ngọt. Để sao được con nó sống. Cò đỏ. Cò đỏ, cò đỏ. Cò ma. Cò ma. Lấy đại bàng ra coi. Móc đại bàng ra coi cho cả nhà coi coi. Đại mổ rồi cái sợ nè. Hùng dữ lắm. Còn nó hùng dữ lắm. Đánh tấm cừu đó cũng bao đem qua hai cây bán. Mổ tóc ở chỗ này nè. Trời ơi ghê hả? Đúng rổ luôn. Nè, mũi nè, nhọn quắc nè. Làm chỉ một cái dứt vô cỡ nửa cây rồi. Mình đem về mình lấy cái mỏ nó làm chỉ một mà. Đâm đục ống. Ừ. À, đã không cả nhà? Thành quả này tốt nhất là con này nè. Con này là đủ điểm nha mấy anh em mình đó nghe cả nhà. Con này đẹp trai nhất trong ngày nè. Quá đã. Ta nhịn ta kéo buông vỏ đi đó. Quá im không? Đúng rồi. Đi sang. Đó. Đó. Cả nhà thấy không? Nhịn im nha. Có chuẩn mẫu rồi, có chuẩn mẫu điện thoại. Dễ luôn. Chờ đứng, chờ đứng, chờ đứng, chờ đứng. Đó. Đúng bài ạ. Rồi, ăn điểm. Thôi anh em, mấy anh em mình cũng về luôn cả nhà ơi, trưa rồi. Chụp cái đầu đó trước chắc. Hẹn cả nhà mấy quy giáo sau nha. Cả nhà thấy quy giáo hay, cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ, chia sẻ giúp mấy anh em mình cả nhà. Thôi chào cả nhà, về luôn mấy anh em ơi. Thôi chào nhà nha. Quá mệt rồi. Hẹn gặp ở nhà những video sau nha. Nay được con này quá đã cả nhà ơi. Hay cũng bằng hên nè. Mắt vàng ghê không? Quá đã.